Xin chào các bạn, lại quay trở về với chủ đề ăn thô cùng Health Coach Emma Phạm, tác giả của bộ sách nước ép trị liệu và chế độ ăn theo phương pháp cơ thể tự chữa lành, sách chuyên về y khoa được mọi người yêu thích. Thì bây giờ mình lại sẽ nói thêm về cái chủ đề ăn thô là ai có thể áp dụng được đấy. Thì chúng ta biết rằng ăn thô, nếu như các bạn ăn thiên 100% là thực phẩm tươi sống từ thực vật, là raw diet, có nghĩa là raw diet, thì có nghĩa là các bạn sẽ không ăn những thực phẩm liên quan đồ ăn nấu chín, đạm động vật, các loại tinh bột, đúng không ạ? Thì những ai mà áp dụng được cái chế độ ăn 100% và thấy cơ thể của mình khỏe mạnh thì các bạn hãy duy trì. Còn nếu không, phần lớn chúng ta, các bạn hãy nên ăn theo chế độ như sau, nó sẽ phù hợp hơn với sức khỏe của mình. Thứ nhất, chúng ta có thể ăn 50-80%. 50-80% có nghĩa là như thế nào? Trong một ngày các bạn sẽ ăn khoảng 3 bữa ăn chính là sáng, trưa và tối. Thì các bạn có thể chia ra bữa sáng, bữa trưa mình ăn sống, đấy, ăn thực phẩm tươi sống từ thực vật. Còn bữa tối mình ăn đồ ăn nấu chín cùng với gia đình. Mình có thể ăn đạm động vật, nếu như gia đình mình ăn đạm động vật. Mình có thể ăn chay tùy theo cái nhu cầu cơ thể của mình. Thì cái giải pháp đó nó sẽ giúp cho các bạn áp dụng dễ dàng hơn và áp dụng cho hầu hết tất cả mọi người. Và đặc biệt đối với những người nào mà mang có tính chất cải thiện chữa lành các vấn đề bệnh lý, các bạn hãy cố gắng áp dụng ít nhất là 80% ăn thô, các bạn sẽ đạt được kết quả chữa lành rất là nhanh. Đấy. Còn đối với mẹ bỉm sữa, đấy, các con nhỏ, đấy ạ, hay là mẹ bầu, đấy ạ, hay là người cao tuổi, có áp dụng cái phương pháp ăn thô này được không? Thì như Emma chia sẻ, nó phụ thuộc vào cơ thể của mỗi người và cái mức độ ăn thô của mình là như thế nào. Ăn thô là ăn thực phẩm tươi sống, chúng ta không nhất thiết phải ăn 100%. Nếu như chúng ta cảm thấy cơ thể mình hài lòng và thích nghi với phương pháp này thì chúng ta ăn. Còn không thì chúng ta ăn 30%, ăn 50%, ăn 80%. Thì có nghĩa rằng tất cả mọi người ai cũng có thể ăn thô được, nhưng chúng ta ăn ở những cái mức độ khác nhau và học cách lắng nghe cơ thể của mình. Có nghĩa rằng trong ngày chúng ta hãy cố gắng đảm bảo ít nhất có một bữa ăn thực phẩm tươi sống từ rau củ quả. Đấy. Ví dụ như Emma cũng đang có một cái thử thách, đó là bữa sáng xanh cho tất cả anh chị em mình ở cộng đồng ăn sạch và sống khỏe. Có nghĩa là buổi sáng tất cả mọi người được ăn thô. Ăn thô buổi sáng có nghĩa là chúng ta đã ăn được 30% trong ngày là ăn thô. Đấy, và ai cũng áp dụng. Đấy, anh chị em mình có thể vào nhóm Eat Clean, ăn sạch và sống khỏe, nhìn thấy hình ảnh của các con uống sinh tố, ông bà, các chị uống sinh tố, uống nước ép, các công thức mà Emma chia sẻ đều rất thành công. Do đó mọi người hãy nhớ tùy theo cái nhu cầu sức khỏe của mình để chúng ta áp dụng cái phương pháp ăn thô nhé. Và ai cũng có thể áp dụng được, chỉ có điều là cái tỷ lệ phần trăm của mỗi người mỗi khác nhau và phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, nhu cầu của mình như thế nào. Đấy là một số những cái mà Emma lưu ý để giúp anh chị em mình tìm đúng ra một cái phương pháp ăn uống lành mạnh nhất có thể. Nếu anh chị em mình thấy video của Emma hữu ích, đừng quên chia sẻ video của Emma tới người thân và bạn bè của mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cả nhà mình thấy video của Emma hữu ích, nhớ đăng ký kênh để nhận được những video tiếp theo từ Health Coach Emma Phạm Kitchen. Và những ai chưa có quyển sách nước ép trị liệu, hãy có quyển sách này trong tay, bởi vì đây là một trong những quyển sách rất là quan trọng về sức khỏe của chúng ta. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.